Xin chào cả nhà nha. Trước thì năm mới hết lịch rồi bạn ơi, là chuẩn bị bước qua năm mới năm 2023. Thì mình cũng không biết nói gì hơn. Chúc các bạn năm mới vạn sự như ý, năm mới có nhiều dự định mới và nhiều thành công và thắng lợi mới nha. Mình tiếp tục hành trình của mình các bạn. Cũng cái vỏ mới hoặc cái kéo mới, cũng có nhiều món mới lắm bạn ơi. Hy vọng sẽ làm ăn lấn tới nha. Và trước mặt mình là cái bẫy. Đây, có ba cái bẫy mới chạy nền các bạn. Đây, những dụng cụ mới nha. Vỏ mới, túi lưới, chân quay lúa, cái kéo mới. Hy vọng chuyến sau sẽ trở lại cái luồng bẫy mình đi vô viên trường, mình sẽ kiếm gặp cái kéo cũ nha. Đây, cái bẫy đầu tiên. Ba cái bẫy này, khu vực này cũng vip lắm nha bạn. Ồ, vô. Cái bẫy đầu tiên vô bạn ơi. Hốc hàng liền ngay cái bẫy đầu tiên. Năm này thắng lợi à bạn ơi. Đấy, phân một bài luôn nè. Nặng nhẹ. Nặng cái coi. Ồ, cái cục chuối này nó đè lên. Mình tưởng nặng lắm, cuối cùng cũng nhẹ nghe bạn, nhẹ nhỏ. Tuần này một bãi phân đó nè. Con hành đầu tiên. Ok, mình ốp máy luôn nha. Khu vực này ba cái, mình lấy hai cái bẫy phụ theo. Mình dự định là dính thì mình để hồi quay bắt cho bạn xem, với hai nó làm sau khi bắt xong á mình tính chăm thêm mà. Tại khu vực này mình đặt còn hơi thưa. Ok, đặt lại cái bẫy đầu tiên, lụm tiền. Cái thứ ba mọi người. Cái thứ hai. Chuột còn sống. Cái thứ này cũng giống như cái thứ hai luôn, chuột còn sống luôn nha bạn. Trở lại là luồng bẫy cũ nha bạn ơi. Ba cái, chuyến mới thăm cái đầu tiên hút em thử ngon lành, cuối cùng hai cái sau chuột còn sống nha bạn. Cái dừa huyền thoại nè. Cái bẫy này là hai lần gần đây thì nó mở màn đầu tiên không đó. Không lỏng này. Cái này dính được em bạn, chuyến rồi không có dính nha. Chuyến đầu tiên dở là dính em nặng dữ lắm nè bạn. Trà, cái này cũng hơi nặng nè. Cái con gì vậy? Ôi, con hổ hành mọi người. Chuyến thăm thứ ba dính được hai em. Chuyến rồi để chuột còn sống. Mới ăn cái bụng một nóc. Cũng ngon lắm nha bạn. Ok, có hàng là ngon nè bạn ơi. Cái bẫy thứ hai nha. Cũng là cái bẫy thứ năm. Cái bẫy đó mình đặt cái đó. Chuyến đầu tiên thì chết chuột. Chuyến rồi thì mất chuột vô cớ nha bạn. Mình có giờ lên xuống trên này một tí. Có khi nào quá giật nó làm mình ăn chuột mình mất tiêu không? Cái gì nặng nặng bạn ơi? Cái gì vậy? Ủa? Con chuột còn chứ không có gì mà nặng chứ. Tâm lý mình nặng á. Địa hình thì ngon lắm các bạn. Mà cỏ người ta trồng, bà con mình trồng cỏ đó. Cái bẫy mới chạy nền của mình bữa ngay. Hồi hộp và chờ đợi. Cặp máy nước luôn các bạn. Không biết có được em nào không. Hồi hộp quá. Tới cái bẫy là thấy cảm giác tiền về á. Không biết tiền nhiều, tiền ít, có tiền hay không. Bây giờ cảm giác hồi hộp chứ lắm các bạn. Ý, mình thấy cái đuôi rồi bạn ơi. Ý. Nè. Đuôi nó nhỏ nè. Cái con hổ heo rồi. Đuôi con hổ heo. Trời ơi, nặng dữ lắm bạn ơi. Ôi, nó to đùng rồi bạn ơi. Trời ơi, nó nặng. Ôi, ôi. Mạng ơi, có 2kg không bạn. Trời ơi, nó to đùng rồi. Con này nặng nha bạn. Trời ơi, gầy không biết nhắc đâu. Có con hổ heo nè. Hàng khủng coi. Bích cái lọc này. Quá phê. Quá đã. Rồi bắt cho bạn xem nha. Mình nôn dữ lắm rồi bạn ơi. Nè bạn coi nè. Quái vật. Quái vật xa bẫy nha. Chui vào cái lỗ này. Mình thăm cái bẫy này. Rồi mình đi ra mình bắt gắn cho bạn xem luôn. Khum xuống này, chui xuống đây nha. Ở từ xa mình thấy cái bẫy trong phọc. Hên xui thôi bạn ơi. Thấy xui nhiều hơn hên.
không thấy lúa ém gì chơi, không thấy phân, thấy gì hết, không thấy gì hết nha bạn. Chỉ thấy con chuột thôi. Công đoạn yêu thích của mình nha, đó là bắt trắng ra nha, ngon lành, tới chiều cũng được nữa. Và đã bắt đây, một con hổ hành, hai con hổ hành, con hành đầu tiên nè. U da, con heo này có 2 kg không trời, đã sướng. Phê phê, để cho bạn xem con heo nha. Mày ơi, bít đầu bít đít hết trơn. Mở cái cho bạn xem. Bẫy này thì heo khoảng 2 kg, 2 kg ngoài vô tuốt nha bạn. Thừa đọt tóc luôn. Thừa dư sức. Quá giật rồi. Ui, phê. Đã nha bạn. Phê lắm, phê nha. Thấy chưa? Quá phê. Ok. Trình thủ bắt liền các bạn. Sướng 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 sướng. Sướng. Hôm không có gai nha bạn ơi, nên mình cũng chả có sợ nó chạy. Nó vô rồi nó ém cứ ngắt nè. Hôm không có gai á. Chứ nếu mà hôm gai là nó sẽ hư rắn nha bạn, nó sẽ tét da. Chà, con này bắt cũng hơi cực nha. Ép đồ đắng nè. Dồn rồi đắng chút xíu chắc nó dồn không nổi không. Bẫy này bẫy lớn nha bạn. Mùa này nói chung heo đi nhiều nha. Rồi đây tới qua Tết luôn á. Con này nhất chắc luôn nha bạn. Nhất là từ 1,2 kg trở lên á. Còn đại là 1,7 kg nha bạn. Còn đại thì chắc cũng không biết đại nổi không, chắc có đại nổi quá bạn ơi. 1,7 kg này đang đại nha. Nó cứ dồn dồn hoài luôn mà nó không có. Cái đuôi nó không có lọt xuống để mình chim hôm được. Đó, nó ra được khúc, ra được cái mình. Ra được khúc nào, ra dùm cái coi. Ừ, ra được cái mình này. Ra được cái đuôi rồi, mừng quá. Ra được cái đuôi để mình chim hôm á. Ui, hê. Bạn ơi, con này 2 kg rồi bạn ơi. Con này 2 kg luôn nè. Hổ trâu nha bạn. Ê thiệt chứ. Đã bạn ơi. Thứ nào mà chịu nổi con này tàn ơi. Bạn ơi. Ui bạn ơi. Đó. Ê nha bạn. Ui cái mình cái nó cái phanh cái nó cái này bạn ơi. Ê. Sướng. Bạn chìm ngưỡng nha. Mình cũng đang nâng niu nó một tí, quá đã con này. Đau bụng nó nè, quá đã không? Phê chưa? Phê nha bạn. Con này khoảng 1,7 kg, 1,8 kg á. Chứ 2 kg thì chắc không tới nha bạn. 1,8 kg phải gu luôn á trời. Nặng. Nó to nữa nha bạn. Mọc. Ú. Giặt cái gì mà giặt. Đuôi này thì nó đang quấn vô tay của mình. Còn cái này thì mình nắm nhẹ rồi. Nên nó cũng không có táp nha. Không chế cho nó gọn gọn lại chút. Ư giặt bạn, nó giặt cái đầu của gãy sợi gãy cổ. Vô đây em ơi, cái túi lưới này bữa nay không ngờ dính con bự ra túi lưới này nhỏ rồi. Dồn vô. Xuất mồ hôi với nó nha bạn. Phê. Phê quá vợ ơi, có tiền vợ ơi. Quá đã. Còn một đủ tiền. Mới có mấy cái bẫy nha bạn ơi. Nó thầm có 20 cái nha. Cái luồng bẫy này là mình tính dự định đặt tên cái luồng bẫy này là luồng bẫy đu đủ, luồng bẫy trái đu đủ. Có người cho mình trái đu đủ nên có anh Chinh, bạn em Chinh nó cho mình trái đu đủ đó. Nên mình tính đặt cái đó mình để mình cho bạn dễ nhớ. Luồng bẫy trái đu đủ. Một luồng bẫy nhưng mình đặt lâu nha bạn, mình đặt lâu lắm mình mới rút nha. Khi 6-7 tháng mình rút. Rút đi nhiều khi có 6-7 tháng sau là năm sau quay lại nữa thôi. Mình cũng không có đi xa mà. Mình vòng vòng nhà. Qua tháng hè mới đi được xa. Qua tháng hè mới đi liên huyện được. Còn con này nó cái bụng ốc nóc luôn nè trời, khúc này nó ngon nè. Khúc này thì nó ốm nhôm. Con này chắc ăn 3 bạn ơi. Chưa ói thì ăn nhì. Hồi chắc ói quá.
cây ra bỏ vô. Có đại ca heo mẹ chống á, vô chống đi. Ủa, nó sợ nó chịu vô ta. Có mắt đầu ra hoài luôn. Một tên hành, một tên heo. Đây là con hành đầu tiên. Con này cũng dài. Khu này hành đỏ nè, con này hành đỏ nè. Hành đỏ này là hành ba nha. Hành đỏ là chỉ có chừng có hành lớn nha. Có chừng có hành cụ. Nó bự quá, nó cứ dẫn dẫn vào hoài hoài luôn. Vô. Một con một đầy túi bạn ơi. Ok, mình ốp máy nha. Bỏ một bỏ chuột làm mấy tiếp tục làm mấy phụ và đem đi với các điểm khác nha. Tới cái bẫy tiếp theo. Cái bẫy này là mình đánh giá là ngon nha các bạn. Dạ, nắng dữ vậy ta. Nắng quá, cái chành chết chuột quá. Chuột chết queo, đúng như là mình tiên tri thì con ngắn mối nó vô là hiểu rồi. Cái luồng này chiến rồi cũng trúng nha bạn. Chúng ba con lục mè. Hai con hổ ngựa khủng. Hai con hành nhất, hành nhị con với hành ba. Hai con hành nhất hình dính cuối luôn cái gì. Hay là dính cái giữa cái cuối. Vậy. Con này là con lục mè nè. Chiến rồi nha, chiếc này chết quá coi. Chậm nữa bạn ơi. Dễ dở ra mình thấy nặng nặng là thấy khó rồi, không biết cái gì. Ồ, có phân rồi nè. Ê, phân luôn nè. Con hành này, cái chắc trời, lụt cộm nữa. Trời ơi, phân mặn có phân nè. Ống phân ngoài này luôn. Nhiều tới mức độ mà nó cái điện thoại nó lé lét không được luôn. Dùng lụt cộm mà ngay. Dở nặng khoái, ai ngờ khoái dính lụt cộm. Mà đặt lại bạn ngay. Qua khu vực này mình được 4 cái. Con hổm dính 2 lục mè. Dính con hổ ngựa khủng nè. Cái này dính lục ngựa khủng nè. Cái này thì hai là dính được 2 em. Em hành và em ngựa. Bữa nay dính em chuột còn nguyên. Cái này mình nhớ không lầm, hổm dính em lục mè nè. Okay. Chưa thấy hiện tượng gì hết. Trời cũng nặng nặng này chứ. Nữa, trời ơi, con lục mè. Ngày hội lục mè, cha bữa nay gắng cố gắng ha. Chạy đua ha, hai em lục mè đó nha. Khoảng ba con, chuyến này hai con rồi đó. Đừng nói mấy anh này ăn quen, ăn được, ăn hoài chuột của tôi nha. Con lục mè thứ hai. Thủ sẵn bịch lúa. Không phải quả này không? Không phải bên đây. Bên kia. Lộn mép. Cái bẫy này mà hổm dính con hổ ngựa. Cũng ngon đó các bạn. Cái bẫy mình cảm giác rất là ok. Đây còn này. Cặp mấy sông, cặp mấy kinh, thứ nào chưa nổi. Chà, cái bẫy này to ta. Bẫy này to nhưng dừng vô heo rồi nha. Mùa này heo nhiều lắm nha. Rồi, mình thấy ló đầu rồi bạn ơi. Không phải em heo mà em ngựa. Mình thấy ló đầu chỗ này nè. Thục ca thục vô. Đặt tự tin ghê luôn. Cuối cùng hút ngựa nữa. Con người đang biết bự nhỏ nữa. Cũng được rồi bạn ơi, chứ không có bự lắm nha.
nên bắt được. Khu vực này mình có 4 cái bạn ơi. Mình rút 4 cái này đi luôn các bạn. Rút xong là hoàn cho rồi mình chở ra xe. Mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Quay bắt rắn á. Mình rút lý do là mới không chạy nha bạn. Đặt mới có 8 chuyến chứ gì. Giờ gặp 7 đồng nghiệp rồi. Mình giỏi rồi. Rút ra. Ý mẹn ơi. Ý mẹn ơi, rút ra nó gì vậy bạn. Nè, nó không phong nó lớn nè. Trời ơi, dính con hành cũng to mà. Rồi sao đây ta, rút không ta? Rút đành không ta? Cái đầu tiên không rút nó dính con hành to nè. Con này to từ hồi trước giờ nha. Không biết có rút không nữa đây. Ok, rút là rút bạn ơi. Trời ơi, đừng có nói 4 cái rút cuốn con nha. Cậu hồ mất công đặt ra lắm nha. Mình mới rút xong cái thứ hai bạn ơi. Cái thứ hai còn chục con nguyên nha. Và đây là cái thứ ba. Mình được người ta báo là có cái anh nào anh mới vô đi đặt các bạn. Rồi được em ổng hành đó nè. Mà em ổng hành này, ổng hành này bị chuột nó xử rồi. Mà con chuột nó xử xong rồi nó cũng chết luôn rồi. Chuột chết bên đây. Ghê chưa? Con hổ mèo bên đó làm khù đá không? Hổ ngựa, hai con lục mè với con hổ hành nha. Hai con lục mè, chiến rồi 3 con. Chiến này chưa hết 7 các bạn, còn 4 cái nữa. 4 cái nữa là hết 7 rồi. 4 cái này rồi, 4 cái 7 này mà không dính hai con nhất đó. Ok, mình bắt cho bạn xem nha. Mình dựng cái chân quay lên cái đà. Công đoạn yêu thích của mình. Bắt ra, bắt ra. Con heo này đủ tiền. Thêm con hành bữa nay là sướng rồi bạn ơi. Đây, con hổ hành đây. Con này 550 chứ hết không thè. Ú dữ ú rồi. Ú mềm luôn, cả 550 nha bạn. Ú. Cục đòn mà thấy mập bằng ơi, mập tới cái đít luôn. No nưỡng luôn. Cả 550. Cắn một cái mỡ nó chào chào liền. Ú. Cái đít bự cái đầu. Con hành gì lạ thì chết, đít được bự cái đầu. Gắn cuối mùa nó mập dữ lắm mà. Chuẩn bị nó ngủ đông. Ăn dữ lắm ăn. Út nút còn là còn ăn. Chuyện chuyện vô nó ta. Đây, đây. Thấy được con kia nó cười giỡn. Nó cười ẩn cười ẩn hoài. Thục vô cái nó quách cái đầu nó ra liền ta. Trời ơi. Vô đi ông thằng ơi. Sợ con giỡn nó gì bạn ơi. Vô chổng nó cái thục cái quay quậy quậy mày mày cái đầu ở ngoài. Bốn cái kia, bốn cái hy vọng. Bốn cái cuối cùng. Còn hai con mè này hồi bỏ ăn bên, thả nó nha bạn. Hai mè đó mình thả nha. Đây là con hổ táp. Hổ chó. Táp như chó vậy. Đó, đó xỉa chưa chân xỉa rồi đó. Chưa chân tóc phụp. Trắng. Ok. Cho mà vô vỏ luôn. Cái tội mày ăn chuột. Con này cũng được nha. Không nhỏ nha bạn. Bắt được rồi. Nửa ký. Vô. Heo ngựa hành đầy đủ nha. Túi ở chứ chơi đâu. Có con heo nữa làm bá chủ. Ẩn cà giỡn. Cái cọc rồi bạn ơi. Rồi mình xử lý hai cái em đó luôn nha. Hai em lục mè. Thả luôn. Một tên.
trầu phun cây thuốc kia. Năm thứ hai xin lè xin ẻo tắp thứ hai nha. Trời ơi. Đầu kia chúng học mà không chịu ra, nó cứ học tay này nó quay lên nó tắp mình ở đây này. Trời ơi, con nòng này nó bự to ghê cả. Hết biết to thì chứ. Con lục mè con nòng này muốn bằng nửa cầm tay. Ok bạn ơi. Ấp máy bỏ một bộ chuột lại, làm mấy bể phụ đi ra ngoài kia nha. Bảy nó hổm khu lên hết một con thì không một con nhất, hy vọng sẽ còn một em nữa nha. Giải phải nặng liền nặng nữa bạn ơi, hơi nữa rồi. Có phần nè, phần trắng ở đây nè, trắng dưới này nữa nè. Mình cảm thấy nặng lắm, nặng không thua con bó hổm. Trời ơi, thất vọng thiệt chứ. Bạn hiểu mình thất vọng chuyện gì vậy đó. Nặng không thua con bó hổm nha, đầy một lọp luôn. Cuối cùng cái con quỷ này, con quỷ đại nhóc một lọp nè. Cái bà Nguyễn Thị Ngựa đã làm mình hết hồn, thua. Cái thứ hai có phần hồng chín trắng với cũ mới không biết thì không biết nha. Rồi chắc cũ rồi bạn ơi, không dính là thấy cũ rồi. Ok bạn ơi, chuột còn luôn nha. Chú chuột mạnh giỏi nha, nhận lương nè. Cái thứ ba là cái gần cuối nha. Hồi học quá. Bên này bốn cái này, không lẽ dính con ngựa sao? Hình xui nha bạn. Mùa này khó nói bạn ơi. Y hình nhỏ xíu rồi nó chết quá. Ló đầu ngoài luôn, cứ tắm ly mà còn ló đầu nữa là hiểu rồi. Khô luôn. Trời ơi, lục mè nữa. Gắng cố gắng đạt chỉ tiêu lục mè hả vậy trời. Nè, con hổ hành nè bạn. Tiêu con lục mè chỗ này nữa nè. Nó ấn chưa, ấn ăn không? Lục mè ơi, hỏi lục mè chưa đi kiếm chuyện của con chuột của tao mày. Cái cuối cùng đầu này thì không bằng đất, đầu kia hay sao. Rồi có con đầu một rồi, con chuột sống luôn, con chuột chết luôn chứ. Chuột ngủ rồi. Tiếp tục bắt tới chiều cũng được đó bạn ơi. Cố gắng bắt là được rồi, mà đâu có đâu bắt tới chiều hết rồi bạn ơi. Có 20 cái bẫy, nãy giờ mình rút cũng 4 cái bên kia với trên bẫy phụ, cho mình đem thêm 3-4 cái nữa, 4 cái 3 cái nữa. Tổng cộng hiện giờ là mình còn khoảng 8 cái 7 các bạn, 2 cái này trên kia khoảng 26 cái, đúng 8 cái. 8 cái này mình tính đi đặt thêm nữa các bạn, không biết đặt ở đâu. Hết cái đường rồi. Ok. Đây là em lục mè thứ 3. Hai lần thăm đều dính 3 em. Mà 3 em lục mè thôi. Chiếc rồi cũng 3 em, chiếc này cũng 3 em. Lục mè nha. Tiếp tục lại lục mè. Lục mè ơi, hỏi lục mè. Để đây. Bắt con hổ ngựa ra nha bạn. Con ngựa siêu to á, dở ra mình tưởng vô nữa rồi. Con hành này không thua con hành được rồi, hành được còn 1 kg giác nha bạn. Về nhà mình cân là 1 kg giác. Giác 1 kg 1 kg. Cán kim hút kim. Đợt này tính ngon này.
dính vô nữa rồi chứ. Đây ngọt cái dính con này cả 800 g, ngọt không ngựa 800 được không cà? Chắc không tới 800 mà. Nha, không ngựa nha. Ok. Ngựa bắt thì ngựa. Con mè để cặp bên đi, để hồi mà xử lý nó sao nha. Đi kiếm chỗ đặt đi, cà phê cà pháo nước no gì thì đặt bằng nãy giờ mình thăm từ trưa đến giờ tính ra tiếng ngoài ăn tiếng à. Mình đi hồi 1 giờ, giờ này 2 giờ bạn ơi, đúng tiếng hồ bạn ơi. Ô. Sụp thịt, ô, tắt liền tắt, ô, lập dữ à. Tắt ở đâu vậy? Lia chia hết trơn nè. Ô, nó khì khì cái hơi nó mạnh dữ ta. Khi đó nó mũi vô mặt mình nó giống ai thở vô mặt mình vậy trời. Rồi. Trời ơi là trời, quên ý cái mình chỉ nhìn cái miệng nó không mà quên ý cái đít nó. No cơm rồi. Tranh thủ lẹ lẹ bạn ơi, để hồi rửa đó bạn ơi. Bực cái mình quá. Trời, con chó ra tới đây luôn. Chó này, chó con chó lạ của người ta nha. Trời, nó đi gù 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 tới đây mà nó không sủa không vậy trên trời. Ngóc đầu lên nhìn thấy con chó lông xù xù thấy ghê. Sao con chó của ai mà đi tới đây mà không sủa sao sao. Đúng là con này con hổ chó thiệt chứ. Hổ dơ, ở dơ như quỷ. Hổ ỉa. Con hổ ỉa của Bình Trần. Lâu quá mình không sử dụng lại cái tên của mình các bạn, hổ ỉa. Nó làm các bạn, con coi nè. Nó vô quán cà phê, uống cà phê gì nữa, muốn cà phê. Rửa gáy là lột quần này ra gục mặt lại á. Thối gì, thứ nào mà chịu nổi luôn. Thôi nhìn cái mặt nó không à, thôi nhìn cái miệng nó không mà quên nhìn cái đít nó. Cầm đây nó ịt ra cái gòi. Thúi quá thúi à, lột quần ra luôn nha bạn. Bữa nay dính gắn tới lột quần ra luôn à. Lột quần nó rửa. Rồi, mình xử lý con này luôn nha bạn ơi. Con hổ hành và một con hổ gì. Lục mè nè. Lục mè. Trời ơi. Trời ơi, chim hôm vậy mà nó còn chui dưới đó cái đầu đó nữa. Wow. Rồi, còn dính ở đây là con hổ hành nha bạn. Rồi hẹn các bạn gặp lại các bạn clip sau nha. Bye bye các bạn nha. Dạ, cậu 3 kg có hơn nè bạn, nhận hổ hèo. Ok. Bye bye. Bye bye. Cổ quần ra rửa bạn ơi. Thua luôn à. Con hổ ngựa này nó báo quá.